Hello mọi người, thì hôm nay mình đang đi Four Peas với lại Choice and me. Day day Christmas day. Hẹn nhau tới Takashima xong rồi đi ăn xong đi Starbucks. Đi đích Starbucks không phải là đi đi uống trà sữa thấy không? Mong là gì mọi người? Tôi thích này. Chán không cái gì để tiêu hả? Tiêu là gì á? Tiêu. Nên mình mới gặp người quen nhưng mà mình không biết người quen mình tên gì luôn. Mình làm day one đúng không? Tôi làm day two. Day three. Mình làm day two với day three luôn. Cái này ngọt quá. Mình làm vlog rồi nhiều đúng không? Cho nên là quay bởi điện thoại. Rồi bây giờ thì bye bye. Cái này đi thì